Thưa quý vị và các bạn, trong xu hướng cạnh tranh kinh doanh ngày càng gia tăng, thương mại điện tử là môi trường hấp dẫn với nhiều người khởi nghiệp. Thương mại điện tử là nền tảng để doanh nghiệp khởi nghiệp nhanh chóng tiếp cận thị trường, từ đó mở rộng quy mô hoạt động trong tương lai. Năm 2015, anh Nguyễn Thanh Phong ở xã E3, huyện Buôn Đôn đầu tư vào mô hình nuôi ong. Sau 7 năm khởi nghiệp, hiện nay anh đã có 2 trại nuôi ong với hơn 700 thùng, một showroom trưng bày và bán các sản phẩm từ mật ong. Cùng với phương thức bán hàng truyền thống, hiện nay sản phẩm mật ong của anh Phong đang từng bước tiếp cận với các sàn thương mại điện tử. Trước đây thì mình chỉ bán qua những cái mối xỉ, ví dụ như mình chỉ bán mặt hàng tốt cho những cái đơn vị khác, người ta lấy hàng của mình về người ta làm sản phẩm tốt cho họ. Nhưng mà bây giờ mình muốn xây dựng cái kênh của mình, chính thống của mình để nâng tầm cái sản phẩm của huyện Buôn Đôn lên. Mình xây dựng từng bước, bên câu lạc bộ cũng có hướng dẫn và chỉ làm đúng theo cái kênh xây dựng lợi ích của sau này. Hiện tại là TikTok thì nó có cái kênh TikTok Shop á, thì tương đối hiệu quả. Tại vì hiện tại là những cái bạn mà đã làm demo thì bắt đầu đã có những đơn hàng mỗi ngày nó đã kiếm được vài triệu đồng trên TikTok Shop rồi. Đó, thì ngoài những cái kênh như trước đây á, là Shopee, như Lazada đã làm được rồi, cũng có các anh chị đã làm rồi. Nhưng mà TikTok thì nó tiếp cận nhanh hơn, có nghĩa là gần hơn, làm cho khách hàng họ đến gần với mình hơn nữa. Đấy. Họ hiểu về sản phẩm một cách là hàng ngày mình post trên đấy, là họ hiểu chi tiết luôn mình làm những cái gì, tất cả mọi thông tin về sản phẩm, về cách làm, về mô hình họ đều nắm bắt được hết. Dù mới khởi nghiệp 2 năm nhưng doanh nghiệp này đã có lượng đơn hàng khá dồi dào nhờ việc nắm bắt nhu cầu tiêu dùng với những sản phẩm mỹ phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên. Khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát ở nước ta, công ty đã nhanh chóng chuyển sang hình thức bán hàng trên các sàn giao dịch điện tử. Đến nay, gần 90% doanh thu của doanh nghiệp từ hình thức bán hàng này. Ngoài trên những cái sàn thương mại điện tử, thì Pearland cũng đang đẩy mạnh cái thương hiệu của mình trên những cái kênh social media như là TikTok, rồi là Facebook, website. Và Pearland cũng đã có cái phần mềm quản lý bán hàng kết nối từ website qua, kết nối từ Facebook qua và kết nối 4 sàn thương mại điện tử qua, để mà từ cái phần mềm quản lý bán hàng đó, Pearland có thể kiểm soát được cái doanh thu, cái chi phí và kiểm soát được cái lượng khách hàng đã mua hàng của mình, để từ đó có thể quay trở lại để chăm sóc khách hàng đã từng mua hàng của mình. Đó là những cái mà Pearland đã áp dụng được cho đến hiện nay. Việc sử dụng các kênh bán hàng online để tiếp thị sản phẩm tới khách hàng hay ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh là xu thế mà các doanh nghiệp hướng tới. Tuy nhiên thực tế không phải doanh nghiệp nào cũng khai thác tốt lợi thế từ kênh thương mại này. Đó là lý do mà các cơ quan xúc tiến thương mại cũng như các đơn vị có nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều chương trình nhằm nâng cao kỹ năng phát triển thương mại cho các doanh nghiệp. Kỹ thuật số hiện nay nó đang đi vào trong tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống. Đó, và nó trở nên một hoạt động rất bình thường. Chính vì thế mà bản thân rất nhiều doanh nghiệp họ đã hòa nhập vào trong cái gọi là cộng đồng chuyển đổi số rồi, nhưng mà họ vẫn chưa nhận thấy. Thì chính vì thế mà qua những cái buổi hội thảo, những cái buổi truyền thông hay là những cái sự hỗ trợ của các chuyên gia thì có thể giúp cho các doanh nghiệp là hệ thống hơn, chuẩn hóa hơn và đi vào quản lý một cách logic hơn. Thì đó cũng là một trong những vấn đề bước đầu cho cái chuyển đổi số. Có thể nói kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử đã mở ra nhiều thời cơ và thách thức mới cho các doanh nghiệp. Với lợi thế cập nhật nhanh những xu hướng công nghệ mới của thị trường, các doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ tìm được hướng đi đúng cho hoạt động kinh doanh của mình.